biển rất là dài và rất là đẹp luôn. Mình cảm thấy may mắn thật sự luôn khi được đi những cái cung đường đẹp như thế này. Một trải nghiệm thực sự là thú vị và tuyệt vời. Đây là lần thứ hai mình được đi những cung đường mà có đường bờ biển dài như này. Lần trước thì ở Mỹ ha, và lần này thì ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi mà mình làm xong các cái review về Thổ Nhĩ Kỳ thì mình sẽ làm review về nước Mỹ. Những cái hành trình mà mình đã đi qua cũng rất rất là đẹp các bạn. Đây là miền Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Xung quanh như các bạn thấy rất là xanh mát, cây cối xanh tươi và núi non rất là nhiều. Mình rất là thích xanh tươi như thế này.
Dessa. And then can they go to prison? Yes, okay. One year out of the
İtalatür, Tahir. Bir de şunu alalım ya. Zaten o... Yok, hadi hadi. Tamam, bence yeter ya. Meze olarak yeter. Tamam. Şu balığı da biz bakalım. Köylü patatesi falan ister miyiz? Gerek yok. Tamam. Tamam. Yok ya, o bir 50'lik de. Ha. Ha. 30.